Rồi. Mình cũng tạm dừng tạm dừng chứ tạm dừng. Ủa thì từ từ mày. Từ từ nói cũng phải là tao đã cỡ hả? Có từ từ để lấy cái thank you.
các bạn cũng đang thấy bà xã mình làm món lẩu cá ngát. Rồi hiện tại thì cái món này cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn cùng với gia đình của mình thưởng thức cái món lẩu cá ngát này ha. Bây giờ mình mời tất cả các bạn nha. Mời cái này cùng ăn nha. Mời cả nhà. Đúng. Rồi quăng cá vô. Đó, bạn gấp cái đầu bỏ vô trước đi. À, ai biết ăn gì hả? Lấy cái gì? Cái cà. Biết được lấy em vậy trời. Trời ơi, nhà nhà em á chị. Hay nữa, giỏi nữa. Còn hết luôn đi con. Hết rồi. Vừa đang bỏ rau chứ bỏ hết rồi làm sao bỏ rau vô. Ừ. Có vài khúc đó, hai ba khúc gì đó. Con ăn hết chưa? Hết chưa? Bỏ hết rồi sao lấy biết không trời cho mình làm gì để cho nó ăn vậy đó. Cái khô này 1 ký nó cũng lớn rồi. Mạnh ơi. Tết này là nó cấp phải mạnh quá. Cái đó uống bia là đúng rồi đó. Cái này để Tết cho tao gao tao mà uống bia vậy cái nó khỏe khó làm gì hết. Đúng rồi, dễ vậy là đông. Ừ. Còn mà để dạy anh nấu cho quạt nhậu đi. Vậy đó, để dạy tới, đây rồi. Cái này cũng như là làm thưởng thức đi. Đặng nếu mà được á, cái tao làm như kiểu, tao để dành đó mà nhậu như kiểu rồi. Dạ, vậy là lụm đủ với vừa cải rồi, cải chưa á. Rồi xong. Ba con đâu? Đó là hả? Sớm không đi, không làm gì nữa. Không biết, có thiệt chưa? Có thiệt rút chưa? Không có mời luôn hay gì rồi. Không biết hoài nữa. Không đi. Hay là mà hứ không mời thôi chứ con không có gì đâu. Cưới cưới đâu rồi gần đó sát luôn nhà chắc từ đây ra đồng hồ đi nghe không đúng rồi rồi nhiều quá mấy con ơi. Nhiều lắm nè. Trời ơi, tao làm 300 gram mà sao còn có nhiêu. Bao nhiêu đó là nhậu tàn phụ luôn á. Ngoài ngoài con cá luôn. Ăn làm con thôi nha. Con thôi, đũa à, gấp đũa à. Còn lòng. Nó to một đũa, năm mười mấy là 20 con. Giống như là tép mà là mình làm lật gâu rồi cái hổ bượn đũa một con rồi nhưng mà không lật gâu mà nguyên mấy chục con á. Bượn đũa. Để vậy nè, tao làm vậy cái tôm vỡ rồi mình bái. Mượn đũa, thì mượn đũa. Để đây. Gấp cá ngát. Đây xin mời cả nhà cùng ăn cá ngát vừa mới làm xong với gia đình mình nhé. Quá ngon. Ngon béo quá. Ok. Mời tất cả các bạn nha. Đây là cá ngát nhà mình nấu lẩu nha các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Để đây đi. Bỏ vô chén tạp mày cứ luôn đi. Nó biết ngon. Người ăn cứ khác, thằng khác ăn nó khác cái gì đâu. Sau đó là mời khán giả cùng ăn món khô cá lìm kìm ở quê mình nha. Thì còn không có đâu nha. Nó biến con xuống sống thôi nè. Từ đó tới từ 4-5 giờ con tới tối
15 phút còn cái gì mời nha. Vô bình thường là hết hai quả hủ này có thấy không? được hơn heo nước hiểu không nổi không ngon hết. Mấy cái ống hút thử á để cho cháu ha. Uống nhẹ uống lại hút cái xe sẵn luôn á. Hai hơi cái nào hết luôn ba hơi à, hai hơi ba hơi là hết luôn. Trong em muốn hút nhất dạ không chừng mét mốt mét hai nhất kiểu giống nhựa ống nhựa giống như ống nấu điện á, nấu điện này xong rồi mình hơ lửa là nó quéo lại á, nó hôm như vậy. Mày để dành nó uống nước nó đi, già nữa rồi, không ai em nước cho mày, cái mày để em không uống nước không vô. Nào. Thằng sinh với hai đó. Giờ thằng con nào với kia là mốt mà già, chừng ở đây mình vậy nè. Đúng rồi. Cái đó là muốn được. Thôi em không uống người này. Nè, thôi chứ chúng mình mới tới nè. Được. Rồi, rồi. Chồng uống nó ực hết luôn à. Có chưa? Gì vậy? Hay làm gì vậy à? Để cho em nó uống nó ngậm nó ồ ôi. Bởi chứ nghe, vui lắm, sắp đám cưới còn luôn mời bà kia rồi em nha, ngủ kia nè. Cẩn trời. Ví dụ mời bà là đương nhiên vui, thế bà là xong như vậy về là ngủ. Ờ, mày muốn hai thẻ của nó hai thẻ trời dễ. Nó tạo phái rồi, nói vậy chú ơi. Anh phun xuống hả? Dốc trong xuống đi. Lại đây lại cho cái đầu này không ai. Quá nằm sống rồi. Biết nó thật tới ngọt ta. Nó mới chấm gì luôn á. Thật tới mới ngọt ta. Không cứ ngại. Cái này là lạ. Cái này. Cái sàn nó già. Bố mày cái gì nữa. Mới vừa bạn quen nhảy vô liền. Được. Để bạn quen. Đúng rồi. Này. Xong rồi cái này cậu biết cái lo đi giỏi. Thì chết nhiều lắm trời nó. Vô bốn cái lo đỡ cậu. Ngồi nghỉ lo luôn. Nhậu được thôi. Mẹ nó hổm tay yên tâm đi trên mình cũng ngay cái lo nữa trời ơi. Mà mẹ nó em cái là nói chuyện kiến ra kiến hát hả? Rồi ba trong ba mời tức bình xong là lụm lia ly xong là về uống ly nữa. Tạm dừng video đây nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Goodbye. Ờ, biết rồi.